bạn thấy cảnh tượng gì không? Đây là một cảnh tượng rất là đẹp. Đang xem kênh của mình trên TV nhà luôn. To lên, to lên. Hôm nay sinh nhật như thế nào? Sinh nhật rất là vui và năng động. À, xịt qua đây. Sinh nhật vui như thế nào? Mình ăn đó, mình ăn ăn quay ta. Rất là ngon. Rất là ngon không? Rất ghét hót, đó là chính là Thiện. Nhưng mà Thiện đã cố gắng hót được một bài rồi. Bánh kem có ngon không? Dạ ngon, nhưng mà nó hơi nhỏ nhưng mà rất là ngon. Bánh kem hơi nhỏ nhưng mà rất là ngon. Đằng đây các bạn biết là gì không? Đây là cà chua á. Ở đằng thời chúa đây các bạn. À, đâu? Con búp bê Doraemon hồi nãy đâu? À đây. À. Đây. Có luôn cái gì đây? Tiểu đi, cởi quần ra, cởi quần ra. Nhát tôi, nhát tặng nha.